điện thoại ngõ vật rẻ. Xin chào tất cả các bạn. Chắc là hôm nay các bạn nhìn thấy tôi là trong bộ dạng nhìn như thằng ăn xin ăn mày đúng không? Chắc các bạn đang xem video của tôi thì là tôi ăn mặc kiểu đa cấp, kiểu sơ vin đóng thùng, đầu tóc đầu mượt mà luôn. Thì hôm nay tôi là bạn ôm là ăn mặc quần áo rất là đẹp và bảnh tai, thì tôi bán toàn hàng rẻ, bán tay nghe IF7 Bluetooth thì là 150. Thì hôm nay tôi ăn mặc số bẩn bẩn thì là mặc số này chân tay bẩn này, bạn nhìn thấy bẩn dã man không? Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm là tai nghe chính hãng của Totu Design. Với sản phẩm tai nghe chính hãng của Totu Design này có thiết kế là giống tai AirPods đến 100% luôn. Giống 100%, và tai nghe này khi bạn mở điện thoại ra, các bạn bật Bluetooth lên, các bạn kết nối một lần thôi là lần sau các bạn nhấc từ trong hộp này nhấc ra. Và đặc điểm nữa là khi các bạn cắm vào đây là nó sẽ tự sạc luôn, sẽ tự sạc. Về cái vỏ hộp bên ngoài là nó không còn nút bấm, không còn nút bấm như tai IS7 mình đang bán 150. Và thứ hai nữa là khi chúng ta tút hai tai này ra, hai tai này nó sẽ tự động kết nối Bluetooth lại với nhau. Và tai nghe này mình đã dùng thử trải nghiệm của nó là mình đã nghe nhạc là liên tục 2 tiếng đồng hồ. Và cái tai nghe này thì bạn nào mà chơi đá nhá ke là hút cỏ thì là các bạn yên tâm, bạn mở nhạc sàn nó đập nhìn như trong New Grand Desktop luôn, nhìn như hơi ba luôn ấy. Thì cái tai nghe này của nó thì là thời gian các bạn nghe nhạc liên tục luôn thì khẳng định các bạn phải nghe tầm từ 2-3 tiếng, đó là thời gian thực luôn. Nó không như tai IS7. Tai IS7 thì chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ bị âm thanh nhỏ, nó không có trống, không có bass. Còn tai nghe này trống bass của nó như một chiếc tai nghe dây iPhone, các bạn đã nghe luôn. Và so sánh với cả tai AirPods của nó thì là 1910 luôn, chứ không phải là 1110 như thể là tai IS7. Và giá bán của cái tai nghe này thì cũng rẻ thôi, có 1,1 triệu một bộ thôi các bạn ạ. Và tất cả là khi các bạn sạc này, khi các bạn đấy, nó xịn quá, ấn mãi không được ra cơ, các bạn cho vào đây này, nó sẽ tự sạc các bạn nhé, nó sẽ tự sạc cho các bạn luôn này. Và các bạn dùng, các bạn có thể đậy nắp lại như này và mở ra tự kết nối. Và nếu các bạn mua hàng thì là các bạn vui lòng liên hệ là nhắn tin vào fanpage của cái điện thoại ngon của rẻ hộ mình phát, hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 07 3 con 6 lại 7 lại 4 con 6 nữa. Cục điện thoại ngon và rẻ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn.